Nè pro ye. Pu lok ke. Ọ, khnyom thai hoy chi na. Sa chbong thai hong chi, song yin khin. Khnyom yin toi nga. Chang chong khai. Som to pu lok. Nè pro ye. Lok chba cha phlek phlang ai. Ying throp chup khnien na khum khai phong na. Ọ, som krup, som krup. Yi. Thang ni do chi u o sambam na. Nè nơ khang khnong. Pu ke min pravat yang mịch dai. Khnyom mun chba dai. Tại khiếm chưa tha, tôi giờ nào phụ kế mà nãy giờ chỉ nè bóng ôn tự cô chàng thôi. Nè, thằng ngay đi nè, bà quát chứ mình là khôn lò mười. Năng hát ấy, bóng ôn tự cô chàng nè, là bấy chứ mốc bếch bị phấp quân. Nè nà cái hình là mốt đọc quát. Thằng ngay đi nè, một cô ca chàng thao phong, thả lâm thông. Hình mà rô mà rút đọc tẹt quát này. Anh thả mử, tự cô chàng, thôi chẳng mấy chứ phụ kế. Bọn ta em nè nụ. Mòi. Lâu trên một nền chẳng thao một bán trên một tập tù sớm bóng ôn lệ quân là dung tự ổn ạch chứa sợi phụ mình bách cứu xăm ấy tiết đi bóng ôn chứa tọc nền này thả lọc bà lúc nó bị phục quân mình bán đến sâu đây chẳng này tiết xâm đây là bà lúc tâm phụ màn dưỡng xa mình vô lệ sợ phê tù thay nít chật thay mừng cơ lộ bó tập cơ chàng dừng phụ lục mình mấy mấy chỗ rung tiết mình tù cô khả mạng rừng một cơ lệ khiêm trớ phình dếp bình chúng không phải tham phụ lục để trong một cơ rồi à đây chẳng phụ lục nông khi mình này miệt cố mình nông ít đấy lo dừng dừa trăng chắc mày lại liêm đi dừng mà nông tam phật phụ lục mà tin ý mình mới mình sợ cả thế cứ mà nông rồi nè nà đấy chăm gì mà dừng mà nông trăng chín phăng lục cố bước xuống thổ hào vi ở trên mặt đang bị mua hai đây từ cố trăng chìm mà mấy chân đã có người dùng cốc chìm non mình bật phấn tài dừng còn mấy cây chìm một không bị phục quân đã lúc một sợi lụa lan nối tình, đôi chân một tung ở trong tin à, tung một ở lúc rồi, tớ mờ mờ cũng bắt một đôi chặt lụa, bắt cô được bao mỏi tí, bắt cô liền, cầm thưa bơ, áo trắng chín bay tránh mắt, ấy nương chầm, bùm miếng cá rộp ăn ít tí, bờ công thất cô chín thay nỉ, tớ rước một cột cờ, bắt hết chầm, đến anh chín tư duỗi, thảm ấy, sầm đầy khăng đại dương phong ấy, bởi chân trăm mờ mờ, ta lụa ấy miếng sầm đập hiệp đấy, chầm từ từ được, chua, anh nhảy, tầm mình là nơi hiếp hơn đặt cô trăng tiền đi bằng chép hãy cứ trăng sọ mới đấy mạnh mẽ này cô đang dùng money mạnh mẽ trăm một con đường tiền những con để trăng rốt cũng phải bỏng ở kia một cô bỏ để xem sao phi lông chả gì phanh bận nó cũng phục chung mình chấp nhận tương chung muốn bị tập gì pin cờ đấy rồi mới có lúc đăng tiền từ cô trăng tăng phải đào mỏ mình ai tập tương người địa chỉ cả ai chuyển phán lập hạt tuân là lượng nắm chấp là hồn phụ mình chấp nhận tương chung mình gì phải ở lúc phân cho lắm tiền đấy mình cắp phân cho lắm được ọt ai tập quân lúc bà cô chính phái mà ai dừng màu rừng này nó đang sọc khám mắt khá này vì mình được tiệt tì mưa rồi dẫn đi chúng có trong rừng viên ở đây mình đang chỉ chính phá cho tập tôn ấy cho mình là tôi địch cả lấy thà mình bây giờ phải trách chặt luôn nụ gót ban bà cô rất bỏ sầm khăn mà dặn tại ai chính phái rồi bỏ lộn chưa xây tử ta mơ bà hãy chấp hành tí cầm nắp bò lương có bà hãy chấp tí cầm bạch cũng có mặt năng rồi có chấp cầm bốn chất xa đại dây phái bằng sầu tục chúng xuôi tầm bớt bao tập bài này chưa bao năm mùi bạn chẳng ta chăm mở ta chinh phá rồi bao lúc như vậy mình này chinh phá mình đang không tiền mấy này bạn chỉ đang tập biết thằng này pro trang mình đang chơi tì nhóm có mình xăm tham mình chưa đây bạn ta lực lượng này pro trang chọn mình rồi bao mình làm lại đồng lần nhẹ nát ở trong màn này nhóm khai tay chắc được pin đi tao tự nhà pro trang mình chụp bánh nhà hai trận nát này bạn gì chứ ngày cái bạn chụp chinh phá lúc có chơi đồ đường về hai mình thế nít chơi rất hay cái đi hỏi tao đó này pro trang khi sân tay chậm kịch kịch bạn đã bận bạn chỉ nên rồi khnì mình chỉ muốn chất chấm bốc không xong lần hai chục xong năm nên rồi khnì từ lúc bị chục nhắm nên phải trang mà anh chấm bốc khnì sao xong lúc anh ta cứ rút kế bản tính mà làm bây giờ mình sọt họng chính phải cho năm nay anh dùng một phẩy bốn mê ru sầm bàn on nè cầm pú miền chieng bảy hạt chỉ không may thoát mà nè xong chậm thả chính phải cái nó bị tụt mình sắp phim mòn đông lần tiếp cày phê thông thoát cứ khóc khnì hai một liền rồi bản tay chính chẳng cả bật tay miền phía này tôi bật tay nơi miền nam mùi tí chạp bị chẳng cả ra hốt ta đọc chết wow lục xây chẳng lắm tiện đắng ra mà cả đập làm cả chăm tay bàn chụp chính phai mà đó mày thắc chăm chẳng lắm bật tay rụ rụ để cù ní mà đội rụ nó thằng cà sơn à hơi
នៅជាមួយគេល្អគឺល្អនៅជាមួយគេអាក្រក់គឺអាក្រក់វានៅជាមួយលោកសង្ឃនៅអីសៃរស់អាក្រក់រាល់ថ្ងៃច្បាស់ជារូបអញ្ចឹងហើយរូបទៅចឹកតែលោកគ្រូរូបនេះគុំមកដូចជីងប៉ៅបន្តិចសោះហើយណែមកដៃណាប្រកាសជួយកូនអញ្ចឹងហើយសុំអត់ទោះសុំអត់ទោះណាមើលទៅគាត់បានសុខហើយហើយមិនស្មានថានេះមិនទុយសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមើលតម្រៃចិត្តចောက်ខ្ញុំលេងនឹងទីហ៎បាទអត់បញ្ហាដូចពាក្យថាមានសិទ្ធិក៏មានកាតព្វកិច្ចមានកម្មក៏គង់តែមានផលក្រោយពេលខ្ញុំដោះលែងនាងហើយនាងត្រូវតែគ្រប់កាតព្វកិច្ចខ្លួនតើនាងទៅរួចទេលក្ខខណ្ឌខ្ញុំគឺក្រោយពេលខ្ញុំដោះលែងនាងហើយមិនឲ្យស្រែកមិនឲ្យរត់បាទហ៎មើលតើនាងដូចចង់និយាយអញ្ចឹងយើងមិនត្រឹមចេះស្មានថាសត្វចង់និយាយអីទេខ្ញុំបកកែស្មានថាមនុស្សចង់និយាយអីដែរខ្ញុំមាននិយាយខុសទេហ៎ញ៉េតតាមប៉ុតតែខ្ញុំថ្វាយខុសបានចលោះធ្វើចិត្តដាក់ខ្ញុំខ្ញុំមិនឲ្យចំពោះនាងឯងខ្ញុំជួយនាងណាបានហើយបានហើយខ្វល់ចិត្តណាត្រូវស្ដីដូចតែនិយាយច្រើនណាខ្ញុំថាបញ្ហានេះគួរសារជ្រាវណាអ្នកដែលសម្ដែងច្រើនជាទូទៅបែងចែកជាពីរប្រភេទប្រភេទទី1គឺមិនសិនមានការចេះដឹងហេតុដូច្នេះខំនិយាយដើម្បីបាត់បង់ខ្លួនប្រភេទទី2គឺមានការចេះដឹងច្រើនពេកសង្ឃឹមថាយកអ្វីដែលខ្លួនចេះដឹងផ្សព្វផ្សាយចេញទៅដើម្បីគេរកគ្នាដឹងថាខ្លួនឯងចេះដឹងផងជួយផងនេះមិនឆ្ងាយចាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សឆ្ងាយចាប់មានខ្ញុំទេដែលដឹងថាខ្ញុំកំពុងគិតពីអ្វីចំណែកផ្សេងគេមិនដឹងទេបានហើយបានហើយបានហើយលោកកុំនិយាយច្រើនពេកបានទេមកពីខ្ញុំខ្លាចនឹងអត់សុខពេករវាងមនុស្សត្រូវនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីស្វែងយល់ចិត្តគ្នាខ្ញុំមិនខ្លាចអត់សុខទេខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ទេបានមកចឹងតែខ្ញុំជុំនិយាយដែរមិនបានជិះលោកចាប់ខ្ញុំចេញមកខ្ញុំសួរលោកមីម៉ាលោកឆ្លាតខ្ញុំមីម៉ាបានហេតុអីកូនប្រុសមានអ្វីដែលត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលមិនត្រូវធ្វើហេតុផលឲ្យខ្ញុំចាប់នាងមកពិតជាកុំនិយាយប្រយោនិយាយត្រង់តិចទៅខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ឲ្យទៅអ្នកដែលមិននិយាយតាមត្រង់គួរតែនិយាយចេះវិញឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំមិនចង់ដឹងទេនិយាយរੂខ្ញុំត្រូវលោកនាំទឹកស្លាប់ហើយនាងនិយាយអញ្ចឹងចង់ថាខ្ញុំខុសហើយគឺខុសធ្ងន់ណាស់លោកបានបំផ្លាញឆាតជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្ងន់អំឡឹងហើយខ្ញុំបានប្រាប់តាំងពីដំបូងហើយតើថាខ្ញុំត្រូវចាត់ទុកជាមនុស្សតកោចាស់របស់ខ្ញុំរៀបការមកនៅយូរ20ទៀតគឺត្រូវស្លាប់តែហោកហើយខែក្រោយគ្រប់អាយុ20ហើយជំនឿតែប៉ុណ្ណាខ្ញុំសំផុនអ្នកដែលជាតែប៉ុណ្ណានាងមានអ្វីជំនឿដោយតែពុកខ្ញុំអញ្ចឹងបើលើលោកនេះអ្នកណាក៏មានជំនឿអញ្ចឹងសុទ្ធតែចាំសំណាងល្អមករកមិនឲ្យធ្វើអីទាំងអស់អញ្ចឹងនគរនេះមិនរីកចម្រើនទេមនុស្សច្បាស់ជាអន់ថយឯងល្មមឈប់ហើយឃ្លានណាស់ញ៉ាំបាយសិនទៅបានទេបានមិនចាំដល់លេងខ្ញុំទៅបានទេមិនបាននិយាយឃើញទៅចុះណាការស្រីឃ្លានចែកជីងចាំចំពុកដំបងបានទទួលសញ្ញាថាឃ្លានហើយនេះមិនមែនក្កែទេគឺចិត្តកំណត់ហ៎មិនមែនក្កែទេគឺជាកំណត់មិនមែនក្កែគឺជាកំណត់មិនមែនក្កែគឺជាកំណត់ចាំខ្ញុំផងម៉ៃក៏ហកណានេះខ្ញុំពិតជាត្រមឡើងបានហើយទោះបីជាល្មើសក៏ត្រូវនិយាយមិនបាត់ដែរនិយាយទៅទី1ណានាងញ៉ាំបែបនេះពិតជាអាក្រក់មើលណាដោយពាក្យថាទង្វើបង្ហាញនៃចិត្តកំណត់ឃើញនាងញ៉ាំអញ្ចឹងអាចបង្ហាញនៃចិត្តកំណត់នាងកំណត់នាងពិតជាមិនធម្មតាទេហាទី2ណាគឺបរោះមាត់ធំស៊ី4ទឹះស្រីមាត់ធំស៊ីក្របប្តីមាត់នាងមិនជាធំប្រមាណទេតែនាងញ៉ាំបានណាតើនេះហោប៉ៅខ្ញុំមិនអត់ប្រាក់ទេតែបើនាងញ៉ាំរបៀបនឹងទៀតខ្ញុំអលីខ្លួនមិនខានមានដឹងថាម៉េចបងខ្ញុំទៅជាអញ្ចឹងទេចង់ដឹងខ្លាំងណាមូលហេតុមានពីរទី1ខ្ញុំឃ្លានពេកមិនអាចគិតពីមយាទេមូលហេតុនេះអាចទទួលបានតើទី2ទីនេះមានសត្វតែមហោបងខ្ញុំមិនញ៉ាំមកលឺមិនញ៉ាំមកច្រាស់មិនញ៉ាំមកឆ្អែតខ្ញុំនឹងឆាប់ឃ្លានពេកនាងនិយាយចឹងខុសហើយរឿងញ៉ាំមិនដែលថាមិនឆ្អែតនោះទេបើនាងខ្លាចញ៉ាំឆ្អែតទេញ៉ាំមកហូបជាសារៈច្រើនតិចទៅច្បាស់ជាឆ្អែតហើយម្យ៉ាងវិញខ្ញុំមានការពិសោធន៍ញ៉ាំមកហូបបួសនៅកាលឆ្នាំនោះផងញ៉ាំមកហូបបួសគឺមិនត្រឹមតែជួយការពារសម្រស់នឹងស្បែកទេវាកម្ចាត់ស្បែកងាប់អំបានមុនផងណាមួយសត្វលោកស្មារតីគ្នាណាសម្រាប់សត្វគឺមានកម្មពីធ្ងន់ណាស់កម្មពីហុចទៅវិញទៅមក